Các vị Pháp Sư Các vị Đồng Học Mời ngồi Mời xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải Trang 32 Hàng thứ năm đếm từ dưới lên phàm phu đới nghiệp giảng sanh đồng cư độ đồ, dĩ thân gian phật huấn cố vô thoái chuyển cố thỏa mạng vô lượng cố cố tất tư thử nhất sanh diên đoạn chứ hoặc Duyên tịnh tứ độ Cố sanh đồng tư Diệt tức sanh thượng tam độ Cố viết duyên sanh tứ độ Đoạn kinh gian này Tổng kết Bốn loại tình độ Mà chúng ta đã học phía trước Trong bốn loại tịnh độ này, Thù thắng không gì sánh bằng, Chính là đồng tư độ. Chẳng những là tất cả Pháp mà Thế Tôn đã nói trong 49 năm. đó là điều thù thẳng nhất. Dù có ở trong thế giới mười phương, tất cả pháp môn mà vô lượng chư Phật đã nói, đồng cư ở thế giới cực lạc, là thù thắng nhất. nếu như chúng ta không tìm hiểu và nhận biết rõ sự việc này đối với niềm tin sâu sắc sẽ có cảm xúc khiếm khuyết chỉ sau khi thông đạt hiểu rõ thì niềm tin mới được đầy đủ tín nguyện viên mãn giống như ngẫu ích đại sư từng nói nhất định giảng sanh giảng sanh về đồng cư đồ rốt cuộc thù thắng ở điểm nào đoạn ngắn này nói cho chúng ta hiểu rõ phàm phu đới nghiệp nên biết chúng ta chính là phàm phu chúng ta không phải là thánh nhân chẳng những không có phần của đại thánh mà tiểu thánh cũng không có luôn tiểu thánh mà chúng ta còn chưa đạt được từ điểm này chúng ta cảm nhận sâu sắc và cũng vô cùng hổ thẹn học vật cách nào đầu tiên phải trì giới không trì giới thì chẳng có căn Cho nên người tại gia học Phật quá ba căn Người xuất gia học Phật có bốn căn Thứ hai phải tu tập Phải thật sự tu tập Bạn mới thành tựu được Thật sự tu tập Chúng ta đối nghiệp cầu giảng sanh Đó chính là cần phát nguyện Cần niệm Phật Ba điều kiện tính hành nguyện Bạn phải có đầy đủ Chân thật phát nguyện Nguyện này làm sao mà có Biết được thế gian này là khổ Khổ không nói hết Biết được khổ Chúng ta mới phát nguyện thoát ly khỏi thế giới này Thế giới này có quá nhiều thứ cám dỗ Tài sắc danh thật thùy ngũ dục lục trần cám dỗ Biết được khổ là không bị cám dỗ Nếu tôi muốn được những sự hưởng thụ của thế gian Thì chính mình nên nghĩ xem Phải trả giá như thế nào Có đáng không? không đáng vì làm đến bậc quốc dương ở trên thế gian này người ta thường nói rằng quý vị thiên tử phú hữu tứ hải bạn có thể hưởng thụ được mấy năm đại khai trong lịch đại đế dương Người hưởng thụ lâu nhất Không ai ngoài Khang Hy Khang Hy làm hoàng đế 61 năm Vua Càng Long không dám vượt quá ông mình Nên làm 60 năm Đem dương vị giao cho con trai Còn bản thân làm Thái Thượng Hoàng 4 năm rồi cũng ra đi cho nên bạn nghĩ xem có thể hưởng thụ bao lâu sau khi hưởng hết phước báo thì đi về đâu không ra khỏi luân hồi lục đạo đã không ra khỏi luân hồi lục đạo thế thì có thể đoán biết được đời này qua đời khác chúng ta nói kiếp kiếp này qua kiếp khác đó là thật sự đó chính là cái giá mà bạn phải trả tạo phước bao nhiêu đời mời có được một đời làm đế vương Một đời hưởng hết phước rồi là phải đọa lạc trong bao nhiêu đời nữa. Hà tất phải như vậy. Đây là việc chúng ta phải nhìn thấu hiểu rõ. Cho nên chẳng những ngôi vị đế vương của thế gian không thể cám dỗ chúng ta được. Đại Phạm Thiên Dương Ma Ê Đầu La Thiên Dương Cũng không thể dụ dỗ được một người tu hành Người tu tập giác ngộ hiểu rõ Thế gian vô lượng kiếp Bất quả chỉ là một khẩy ngón tay mà thôi phải nên xác định rõ mục tiêu và phương hướng quyết định trở về tự tánh trở về đại viên mạng tự tánh là đại viên mạng Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Thế Tôn có dạy chúng ta rằng Tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí huệ của Như Lai. Chúng ta phải tìm lại cái này. Cái này vốn sẵn có. Sẵn có nên nhất định phải tìm lại lục đạo và thập pháp giới vốn không có đó chỉ là một cơn ác mộng ác mộng nên chắc chắn có thể tỉnh lại tỉnh lại thì không còn nữa chúng ta tin rằng thực sự tỉnh lại trong tâm có đủ luộc đạo khổ thập pháp giới khổ đây là một cơn ác mộng cho nên thức tỉnh lại không dễ dàng thật sự thức tỉnh lại đi chúng ta rất may mắn không dễ dàng chút nào nghe được lời giáo quân của chư phật bồ tát Hiểu rõ được chân tướng sự thật Không cần đoạn hoặc Mà có thể chứng chân Chân này là Pháp hy hữu khó tin Động cư của cực lạc Là tịnh độ Chứ không phải là ủy độ cho nên đến thế giới Tây Phương cực lạc Bạn sẽ được ba điều lợi Ba điều lợi này không gì sánh bằng Điều lợi thứ nhất Là đích thân nghe Phật thuyết Pháp điều này không dễ gì gặp được nghe phật nào nói pháp gì? nói cho cái gì biết đến thế giới cực lạc nghe báo thân phật thuyết pháp ở thế giới tây phương cực lạc tam thân tức là nhất thân nhất thân tức là tam thân Chúng ta ở thế gian này Tuy được sanh cùng thời với Phật Thích Ca Mâu Ni Có duyên gặp được Phật Thích Ca Mâu Ni Phật Thích Ca Mâu Ni là ứng quá thân Đích thân bạn nghe được Pháp thân Báo thân Phật Vì bạn thuyết Pháp làm sao có lý không khai ngộ được điều lợi thứ hai là bất thoái chuyện đến thế giới tây phương cực lạc là chứng được bất thoái chuyện cho nên đức phật dạy chúng ta phàm thánh đồng cư độ hạ hạ phẩm giảng sanh cũng là làm a à duy diệt trí bồ tát điều này rất khó chúng ta không thể thành tựu ở thế gian này nguyên nhân vì sao vậy là ở chỗ tiến bộ quá ít thoái bộ lại quá nhiều đúng là tiến bộ một bước lùi mười bước cho nên không dễ gì thành tựu điều lợi ích thứ ba là thỏa mãn vô lượng thế giới tây phương cực lạc thực sự là vô lượng thọ không phải là số vô lượng của hữu lượng mà là số vô lượng thật sự Cho nên nhất định trong đời này Trong đời này phải sanh về thế giới Tây Phương cực lạc Duyên đoạn chư hoặc Duyên mãn đoạn hết kiến tư hoặc Trần sa hoặc Vô minh hoặc Trong kinh Hoa Nghiêm cũng có vậy Đoạn hết chấp trước phân biệt vọng tưởng Duyên tịnh tứ độ Duyên mạng chứng đắc Thanh tịnh tứ độ Nhất tức là tứ, tứ tức là nhất Cho nên, sanh đồng cư Chính là sanh thượng tam độ Đồng thời, sanh thượng tam độ Duyên sanh tứ độ Là trong đời này, thành tựu viên mạng chúng ta nhận thức được như vậy nhận biết được như vậy làm sao không thể giảng sanh trong đời này chúng ta có thể đạt được không được chắc chắn đạt được vấn đề ở chỗ bạn có muốn hay không cái muốn hay không muốn này chính là cái bạn có thật sự nhận biết hay không sau khi thật sự nhận biết thế gian này bạn mới thật sự buông bỏ được thế gian này còn có điều gì không buông bỏ được nói cách khác đối với thế giới tây phương cực lạc bạn nhận biết mơ hồ không rõ ràng nếu thực sự nhận biết rõ ràng thì đâu còn gì để nói nữa chắc chắn thành tựu buông bỏ hết tất cả sau khi buông bỏ công việc của chúng ta bây giờ Vừa rồi cũng có đề cập đến Thứ nhất là phải hiểu rõ vấn đề căn bản Nền tảng Có bốn căn Cảm ơn biến Đệ tử quy Thật thiện nghiệp Sai di luật nghi Trì giới Có những nền tảng này thật sự làm Không làm không xong Thật sự làm chính là phát bồ đề tâm Nhất hướng chuyên niệm Thứ ba Là Hoàng Kinh Đây là Đại Thừa Câu nói cuối cùng của Đại Thừa là khuyến tấn hàm giả. Tịnh nghiệp tam phúc tổng cộng 11 câu. 10 câu trước đều là tự lợi. Câu cuối cùng là lợi tha. Mình thành tựu rồi thì nhất định phải giúp đỡ người khác. Chính là tự hành quá tha. Câu cuối này, bạn đã hoàn toàn vào được cảnh giới rồi. Thâm tính nhân quả. Độc tụng Đại Thừa Khuyến tấn hành giả Bạn phải giúp đỡ tất cả người tu hành Phá mê khai ngộ Hiểu rõ chân tưởng sự thật Giống như chính mình vậy Phát nguyện cầu sanh tịnh độ như vậy mới đúng Giống như con đường tu tập của mười phương ba đời tất cả chư Phật Một phương hướng, một con đường Thì làm sao không thành công được Tiếp tục coi đoạn kế tiếp Thử, thử độ tu hành năng thoái duyên đa cổ Sư sự, sự chứa ngại chứa ngại nghĩa là sao chính là giúp cho bạn thói chuyển cũng chính là rất nhiều cám dỗ nếu bạn không thắng được sự cám dỗ là bạn thoái chuyển ai cám dỗ bạn vậy ma đang cám dỗ bạn Hoàng thân trái chủ đều là ma Bạn ở thế gian này Đời này kiếp kia thiếu nợ họ quá nhiều Họ mê hoặc điên đảo Họ muốn báo thù Họ muốn đòi lấy Nợ mạng phải đền mạng Thiếu tiền phải trả tiền không trả thì họ không cáp lòng đâu thường đến làm phiền bạn hướng là còn có đại ma dương ở phía sau làm chỗ nương tựa của họ Chúng ta cũng quá mê Mê quá sâu nặng Chứ Phật Bồ Tát muốn giúp cũng không thể giúp được Chẳng phải chư Phật Bồ Tát không giúp bạn Mà là không giúp được Làm sao không giúp được vậy Vì bạn không tin tưởng Không nghe lời Không thắng được sự cám dỗ Thế là xong Bị thoái chuyển thôi cho nên người tu đạo nhiều như lông ngưu Người đắc đạo thì ít như sừng lân Vì sao vậy? Thối chuyển rồi Cái lý ở chỗ này Thế giới ngày nay Những thứ mà lục căng của bạn tiếp xúc bạn quan sát kỹ mà xem cái nào chẳng phải là sự cám dỗ của danh văn lợi dưỡng, chẳng phải là sự cám dỗ của tài sắc danh dục thùy chứ? bạn có thể chịu đựng được, có thể thắng được sự khảo nghiệm này chăng? Cho nên người thối chuyển rất nhiều Đó là hiện tượng rất bình thường Thật sự bất thối chuyển Chỉ có hai hạng người Hạng thứ nhất là Người nhiều đời trong kiếp quá khứ đã tu tập Thiện căn thâm hậu Hạ người này bớt thối chuyện. Hạ người thứ hai chính là Hương Tập Kinh Giáo. Tuy túc thế thiện căn chưa sâu dày, nhưng đời này có nhân duyên thù thắng. Không ngày nào xa rời kinh giáo. À, Loại huân tập này cũng phải có nền tảng Nền tảng là gì vậy? Nền tảng chính là căn tốt Trong sâu bốn căn Hạnh nguyện chân phát bồ đề văn nhất hướng chuyên niệm làm thiệt có nền tảng như vậy hàng ngày không rời kinh giáo tự hành chính là quá tha quá tha chính là tự hành học tập kinh giáo Nhất định phải tuân theo quy cổ xưa Phương pháp xưa Trung Quốc từ xưa tới nay Chưa từng thấy một người nào Rời phương pháp xưa mà thành tựu Không thấy phương pháp xưa là do tôn giả a nan để lại tôn giả a nan triết tập kinh tạng ngài lên pháp tòa giảng kinh ngài giảng như thế nào giảng lại không có ý riêng của mình Trên pháp tòa Thêm vào ý của mình Sai rồi Vì sao vậy Ý của mình từ đâu mà có Từ tâm ý thức mà có Đức Phật khi còn tại thì Kinh giáo những thứ ngài giảng Từ đâu mà có Từ tự tánh lưu suốt ra Bạn chưa chuyển thức thành trí bản giảng từ A lại Gia thức lưu xuất ra Tự tánh lưu xuất là sự lưu xuất của chân tâm A lại gia lưu xuất là sự lưu xuất của vọng tâm Dùng vọng tâm thì làm sao bạn có thể thành tựu được Cho nên Đạo Phật đời đời kiếp kiếp giảng kinh đều tuân theo quy củ xưa này tự tánh lưu xuất chúng ta vẫn chưa kiến tánh thì làm sao đi chưa kiến tánh nên y theo phương pháp của người xưa mà giảng đừng thêm suy nghĩ của riêng mình vào trong đó đó là cách giảng lại đều như thế mà thành tựu. À, Ngay cả thời cận đại này cũng thế thôi. Tôi còn nhớ năm 1977. Lần đầu tiên nhận lời mời của người bạn, người Hồng Kông là Pháp Sư Thánh Hoài. Năm ngoái Ngài giảng sanh rồi. Mời tôi sang Hồng Kông giảng kinh Lăng Nghiêm. Ở Hồng Kông tôi gặp Pháp Sư Diện Bối Pháp Sư Diện Bối khi đó là Đại Pháp Sư, rất nổi tiếng. Tử chúng đồng tu ở Hồng Kông thuê một chiếc xe lớn, đưa Ngài đi tham quan khắp Hồng Kông. Đúng dịp tôi giảng kinh ở Hồng Kông, nên mời luôn cả tôi. Tôi quen biết diễn công tôi và diễn công nói chuyện phật học viện ngài nói phật học viện không đào tạo được nhân tài ngài chỉ tôi nói ngày nay thầy giảng kinh ở đây thầy không phải là người xuất thân từ phật học viện không sai chúng tôi đều xuất thân từ chỗ trùng tuyên lại ở đài trung của chúng tôi thầy giáo lý mở một lớp học kinh có hơn hai mươi học sinh học giảng kinh giảng cách nào trùng tuyên lại giao thời đó rất khó khăn không có thâu âm thâu hình những thiết bị này đều không có nhờ vào cái gì nhờ vào ghi chép ai tài giỏi thì ghi chép lại toàn bộ những gì thầy giảng ai không có khả năng này thì các bạn giúp đỡ lẫn nhau thầy giáo giảng bộ kinh này dạy các bạn giảng mỗi vị học sinh đều ghi chép nhưng mà phương pháp của thầy giáo là mỗi lần kêu hai người Hai người này ngồi trước mặt thầy Có nghĩa là Những người khác đều là dự thính Chỉ dạy hai người này Sau khi hai vị này học xong Đến tuần sau lên bục giảng giảng cho mọi người cùng nghe không được có ý kiến của riêng mình không ghi chép kịp thì các bạn giúp cho tất cả các bạn ghi xong rồi đưa hết cho người này người này đem về soạn lại viết thành một bài giảng hoàn chỉnh sau khi viết xong bài giảng này giảng cho cả lớp nghe một lần có cả thầy giáo đến nghe trong khi giảng có chỗ cần sửa có chỗ cần thêm sau đó soạn lại bài giảng lần thứ hai bài giảng lần thứ hai này vẫn phải lên buộc giảng giảng lại cho các bạn cùng nghe mọi người đồng ý là được rồi lần thứ ba là lên pháp tòa giảng cho phật tử nghe một tuần giảng một lần mỗi lần một tiếng đồng hồ mà phải bỏ ra thời gian một tuần lễ phương pháp này rất đần độn nhưng lại rất hữu hiệu bài giảng một giờ đồng hồ phải viết tám ngàn chữ mỗi tuần phải viết bài giảng tám ngàn chữ trên thực tế thì không đến hai giờ đồng hồ mà là một giờ rưỡi một giờ rưỡi một người giảng tiếng phổ thông một người giảng tiếng đại giống như là phiên dịch nhưng thực ra là cùng một bài giảng hai người lên giảng trên thực tế, thời gian giảng kinh là 45 phút. Bà giảng 8.000 chữ. Không dễ đâu. Khổ học mà ra đó. Học giảng kinh đại khái là một bộ kinh. Thầy giáo quy định. Ít nhất không dưới ba lần. Nhiều nhất không thể quá mười lần. Mười lần là hai tháng. Mỗi tuần một lần Ba lần là ba tuần rồi Rất có hiệu quả Học tập giảng kinh vào thời đó Đúng như lời thầy Lý từng nói Ăn cơm không biết ngon dở Ngủ không ngon giấc. Thời gian một tháng hơn một tháng Toàn tâm toàn lực Đều để vào kinh Đó gọi là khổ học Cho nên điều kiện cơ bản Để giảng kinh Thứ nhất là Lý giải hay Trí nhớ tốt Không có hai điều kiện này thì không thể giảng kinh được. học sinh nghe kinh rất nhiều. người giảng kinh được tuyển chọn từ trong những học sinh nghe kinh đó. người đó có hai điều kiện này: nghe kinh có thể lý giải, có thể ghi nhớ không có hai điều kiện này thì không thể nào học giảng kinh được tôi theo học lớp này học tập ở lớp này học được rất nhiều tôi vẫn chưa đến lượt thầy giáo dạy mình giảng kinh có nghĩa là tôi vẫn chưa có tư cách ngồi trước mặt thầy giáo Là phải lên buộc giảng giảng Tôi thì ngồi phía sau Ngồi phía sau nghe kéo thôi Tôi may mắn ở chỗ Chính là có đủ hai điều kiện trên Tôi lý giải được và trí nhớ rất tốt tôi nghe thầy giáo giảng một tiếng đồng hồ kêu tôi trôn tuyến lại thì ít nhất tôi cũng có thể giảng được năm mươi lăm phút tôi có năng lực đó cho nên các bạn cùng học trong lớp tôi đã giúp đỡ cho họ rất nhiều họ bỏ sót hoặc quên mất đoạn nào Đều tìm đến tôi Tôi đã nhiều lần nói với các bạn Khi tôi học giảng kinh Một tháng là một bộ kinh Tôi ở Đại Trung 15 tháng Một năm ba tháng Tôi học được 13 bộ kinh 13 bộ kinh này tôi đều giảng được Tôi chỉ ngồi nghe cá thôi Vì cách dạy của thầy giáo là theo thứ tự trước sau Tôi là người sau cùng gia nhập vào lớp này Cho nên tên tôi sau cùng Chưa đến được mình Là tôi đã đi rồi Khi đó nhân duyên xuất gia thành thục Cho nên xuất gia xong Là tôi đi dạy ở Phật học viện Tôi học được 13 bộ kinh có thể giảng được mười ba bộ kinh đi dạy phật học viện <laughs> trùng tuyên lại rất vất vả nhưng hiệu quả cao nếu không học từ cách này trong đạo phật nói xuất thân từ khoa bang đó là hoàn toàn học theo quy củ không học theo quy củ thì rất khó khăn Giảng kiến thức của thầy giáo Giảng kiến thức của người khác Cho nên lần này Là lần thứ 11 tôi giảng kinh vô lượng thọ Tôi giảng lại kiến thức của thầy giáo Không có kiến thức của riêng mình Diễn nghĩa Kinh Là của Hạ Liên Lão Cư Sĩ Hội Tập Hạ Lão là ai vậy? Hoàng Niệm Tổ Lão Cư Sĩ biết Không nói Không nói thì tốt Đều là chư Phật Bồ Tát tái lai không phải những vị tái lai thì không thể làm được những việc này đâu. bạn coi dương long thư đời tổng làm rồi, ngụy Mạc thơm đời thanh làm rồi, Bành tế thành cũng từng thưởng thức, đều không đầy đủ, đều có khiếm khuyết đến lần thứ ba này hạ lão cư sĩ hội tập lại tưởng mất bao nhiêu thời gian mười năm không dễ dàng đó là làm mẫu cho chúng ta làm gương cho chúng ta. Kim hạ từ tốn. Quan niệm lão thọ nhận lời phó chúng của thầy giáo. Chú giải bộ kinh này. quan niệm tổ lão cư sĩ Đích thân nghe hạ lão giảng kinh vô lượng thọ Thu tập kinh luận Các vị đại đức chú thích giảng thuật Tổng cộng có 193 loại Làm dạng chứng đây là bồ tát tái Lai chứ không phải là phàm phu họ xuất hiện ở thế gian này sứ mệnh duy nhất chính là hoàn thành công việc này bộ kinh giải này phổ độ chúng sanh sau thời mạt Pháp, 9.000 năm, Đồng quy cực lạc. Nhân duyên này thù thắng quá. Tôi ở Đài Trung 10 năm thân cận thầy lý nhân duyên đó cũng hy hữu không gì sánh bằng gặp được pháp môn này gặp được bộ kinh giải này Tôi gặp được, vẫn chưa gặp được cuốn chú giải của Hoàng Niệm Tổ Lão Cư Sĩ. Tôi gặp được cuốn chú thích của thầy Lý. Tôi dùng lời chú thích của thầy ấy giảng ba bốn lần. Mới gặp được cuốn chú giải của Hoàng Lão Cư Sĩ. Lần này hoàn toàn giảng chú giải. Làm theo các vị đại đức ngày xưa từng nói. Thuận nhi bất tác tính nhi háo cổ không có cái gì của mình hết kinh là của phật nói giải là của bồ tát nói Học sự nghiêm hạ và cung kính của người xưa Thì con đường tu tập của chúng ta Sẽ dễ dàng Thì không phải là con đường khó đi nữa Chúng ta học tiếp Cực lạc thành Phật dị Vô thoái chuyển cốt Giảng sanh về thế giới Tây phương cực lạc Vì sao phải giảng sanh Là vì cái này Không lấy thế giới Tây Phương cực lạc Tu hành quá khó Mười phương tam thế nhất thiết chư Phật như lai Đều Hướng dẫn người tu hành cầu sanh tịnh độ chư phật như lai không ích kỷ không vì mình đều muốn giúp cho người khác thành tựu nơi nào nhân viên thuộc thắng thì giới thiệu cho chúng sanh đi về đó à, niệm niệm đều nghĩ độ chúng sanh niệm niệm đều mong chúng sanh quay đầu chúng sanh thành phật không bao giờ nghĩ đến bản thân mình Trong kinh Phẩm Giảng Sanh Chánh Nhân có dạy rằng Chư Giảng Sanh Giả Giai Đắc A Duy Việt Trí Duyên Chứng Tam Bất Thoại Chư giảng sanh giả, câu này rất quan trọng. tứ độ tam bối cử phẩm bất luận là phẩm vị nào bất luận là chúng sanh có căn tánh gì chỉ cần bạn có thể giảng sanh về thế giới cực lạc hạ hạ phẩm ở đồng cư độ cũng tốt cũng là Bồ Tát A Di Duyệt Trí. Đều có kim xuất thân đầy đủ. 32 tướng tốt. Đều được làm Phật, đó là khẳng định. Ý câu này nói rằng phàm thánh đồng cư độ. Vì sao vậy? Kim sắc thân 32 tướng Đều có nơi đồng cư độ Tướng của người giảng sanh Giống như tướng của Phật A-di-đà vậy Cõi cực lạc hơn các cõi khác trong mười phương Phàm phu đới nghiệp sanh về cõi này Bèn được A-duy diệt trị A duy diệt trí dịch là bất thoái. A duy diệt trí là tiếng phạn. Dịch thành tiếng Trung có nghĩa là bất thoái chuyển. Vị bất thoái, hành bất thoái, niệm bất thoái. Dưới đây nói bất thoái có ba nghĩa. Đã giải thích cho chúng ta. Bất thoái có ba nghĩa thứ nhất vị bất thoái nhập thánh lưu thánh nhân thánh lưu khu vui chơi của thánh nhân phải cần điều kiện gì ở thế giới của chúng ta này phải đoạn kiến hoạt bạn mới có thể nhập thánh lưu. Thánh lưu là sơ quả của tiểu thừa. Còn đại thừa thì Kinh Hoa Nghiêm có ghi Đó là Bồ Tát Sư Tính trong Thật Tính Trong Phật Pháp gọi Tiểu Tiểu Thánh Sơ quả Phải buông bỏ thần kiến Không nên chấp trước thân là của mình Phải buông bỏ biên kiến Quyết định không có niệm đối lập Không đối lập với mọi người Không đối lập với sự việc Không đối lập với tất cả dạng vật Buông bỏ hết Kỷ đến buông bỏ thành kiến Chính là ý kiến của riêng mình Không có ý kiến của riêng mình thành kiến lại chia làm thành kiến của nhân và thành kiến của quả thành kiến của nhân gọi là giới thủ kiến thành kiến của quả gọi là kiến thủ kiến hai loại thành kiến lớn này đều không có các vị nên biết rằng tâm thanh tịnh hiện tiền vừa mới hiện tiền thanh tịnh bình đẳng giác tất cả những kiến giải sai lầm đều buông bỏ hết vì sao vậy hoàn toàn nương vào sự giáo huấn của thánh giáo Đối với thảm giáo, không hề nghi hoặc, thông thường người ta học phật khó khăn cho rằng trong kinh điển có ý kiến riêng của mình cho rằng không thích hợp với xã hội hiện đại mấy câu này không thích hợp với sự tu tập của chúng ta ngày nay họ đã khởi tâm như vậy khởi tâm như vậy thì sẽ bị chướng ngại không thể nhập vào thánh lưu Họ khởi phiền não Khởi phân biệt Khởi chấp trước Nếu chúng ta đối với kinh giáo Không khởi phân biệt Không khởi chấp trước Như thế là đúng Khó Vô cùng khó đặc biệt là giới luật. Đối với giới luật, tôi có niềm tin. Chương gia đại sư bỏ ra ba năm trời. Ngài là người có trí huệ, thiện xảo phương tiện. Vì tôi theo đạo Phật là bước vào từ con đường học thuộc học triết học với thầy phương ở trong đây có sự phân biệt chấp trước nghiêm trọng thầy phương khi đó cũng có thầy nói trong Phật pháp có một bộ phận là triết học cao thâm, còn có một bộ phận là tôn giáo mê tín. Những thứ đó chúng ta nên bỏ đi. Cho nên trong mười tôn giáo, thầy phương chỉ trú trọng tánh tông và tướng tông. Hai tông tánh tướng là triết học. tôi chịu ảnh hưởng của thầy rất nhiều đặc biệt là đối với giới luật giới luật là chuẩn mực trong cuộc sống hàng ngày trung quốc và ấn độ trong ngoài không giống nhau người trung quốc có chuẩn mực của người trung quốc Người ngoại quốc có chuẩn mực của người ngoại quốc Chuẩn mực của người Trung Quốc Từ thời đạo nho Nói về lễ Đó là chuẩn mực của Trung Quốc Còn lễ thì mỗi thời mỗi khác Lễ của ba đời đều có sửa đổi Phải thích hợp với tình trạng sinh hoạt hiện tiền Giống như pháp luật vậy cứ cách một năm là phải sửa lại một lần như người xưa hành lễ kính lễ nhất là tam quỳ cửu khấu đầu vào thời đó còn thời nay chúng ta kính lễ nhất là dạy bà dạy trung quốc và ngoại quốc không giống nhau thời xưa và thời nay không giống nhau cho nên chúng ta chỉ cần học ở chỗ tinh thần không cần học ở phương thức hành kiến của chúng ta rất sâu dậy phân biệt chấp trước cũng rất nghiêm trọng chương gia đại sư biết được căn bệnh của những người trẻ chúng ta không thể nói có nói chúng ta cũng không chịu nghe có nói cũng vô dụng hiện xảo phương tiện của ngài mỗi lần tôi đến thăm ngài khi ra về, Ngài đều đưa đến cổng. Đưa đến cổng rồi nói với tôi một câu. Giới luật rất quan trọng. Ngài chỉ nói một câu này. Cho nên câu này tôi nghe rất quen thuộc. Tôi nghe mấy chục lần rồi. Thầy giáo giảng sanh rồi. Tôi theo thầy 3 năm Lúc tôi theo thầy Thầy 65 tuổi 68 tuổi thì thầy ra đi Tôi theo thầy năm đó tôi 26 tuổi Khi quả tán thầy đơn độc làm một đài quả tán riêng. Tôi và Cam Châu Hoạt Phật Cùng với mười mấy người nữa Dựng mấy túp lều bên lò quả tán Tôi ở trong lều ba ngày Tôi xin nghỉ ba ngày Ở đó ba ngày Ở đó suy nghĩ kỹ Tôi theo thầy ba năm Thầy đã dạy tôi những gì? Vừa phản tỉnh, ấn tượng sâu đậm nhất chính là câu Giới luật rất quan trọng Thầy đã nhắc nhở tôi mấy chục lần Tôi đã cố gắng tìm giới luật của Đạo Phật đọc nghĩ ra một việc phật pháp là pháp xuất thế gian ngày trước chúng tôi lấy pháp thế gian để nhìn pháp xuất thế gian hậm chí còn mang theo một chút phỉ bán trong đó nữa sai rồi thế gian pháp và xuất thế gian pháp không giống ừ. nhau thế gian có thiên lưu biển hóa chuẩn mực trong cuộc sống có thay đổi xuất thế gian thì không thể thay đổi xuất thế gian mà thay đổi thì không thể xuất được thế gian đâu tôi nghĩ tới điểm này tôi đã tiếp nhận được dụng công học tập <laughs> Bởi vì thế gian không đoạn phiền não Không đoạn Xuất thế gian thì nhất định phải đoạn Bạn không đoạn thì không thể xuất thế Sau này mới biết được luân hồi từ đâu mà có Luân hồi là do phiền não kiến tư hoặc biến hiện ra Biến hiện ra nói cách khác là từ chấp trước mà có nếu chúng ta thực sự buông bỏ chấp trước thì kiến giải tư tưởng của chúng ta không sai lầm lục đạo sẽ không còn nữa lục đạo là cách suy nghĩ sai lầm của chúng ta cái thấy sai lầm của chúng ta biến hiện ra Cái thấy sai lầm quá nhiều Đức Phật chia chúng thành năm loại Thần kiện, biên kiện, kiến, biên kiến, kiến thù kiến, giới thù kiến, tà kiến Buông bỏ được hết năm loại thấy này Thì mới chứng được quả vị tu đà hoàng Nhập thánh lưu, bớt đọa phàm địa không ra khỏi luộc đạo nhưng thế nào đây bạn đã chứng được sơ quả tiểu thừa rồi bạn ở thế gian này bảy lần lui tới cõi trời cõi người tu tập bạn sẽ chứng được quả vị a la hán quyết định không đọa vào ba ác đạo cho nên gọi là thánh nhân vị bất thoại thứ hai là hành bất thoái trừ kiến tư hoặc phục đoạn trần sa Hàng độ chúng sanh bất đoạn tiểu thừa địa đó là bồ tát đoạn hết kiến tư phiền não đoạn hết kiến tư phiền não tương đương với a la hán nhưng người này không phải a la hán đây là giảng đại thừa Tịnh Tông là Đại Thừa Đại Thừa là quả vị gì Trong Kinh Hoa Nghiêm nói về Bồ Tát Thất Tín Vị Nhập Thánh Lưu là Sơ Tính Vị Giống như tiểu học Lớp 1 của tiểu học là Nhập Thánh Lưu Hành Bất Thói Vị là lớp 7 Lớp 7 trở lên vì sao vậy? Vì người này giáo hóa chúng sinh Ra khỏi lục đạo rồi Lục tính vẫn chưa ra khỏi lục đạo Vậy lục tính ở đâu? Ở chỗ trong kinh giáo Thường nhắc tới Đó là tứ thiền thiên tu tập Người này không buông xuống ở tứ thiền thiên trong tứ thiền thiên có một loại gọi là ngũ bất hoàng thiên Tứ thiền thiên có chín tầng Có chín tầng thiên Tầng trên cùng là ngũ bất hoàng thiên Là nơi các vị hà ở đó tu tập Người lợi căng Thì ngay nơi đó chứng quả A-la-hán Thoát ly lục đạo nếu là các vị độn căn Thì còn phải thông qua tứ không thiên Phía trên vẫn còn bốn tầng phải thông qua Lợi căn thì không cần phải thông qua Từ tứ thiền trực tiếp đến thanh văn Thanh văn trong tứ thiền Người này đến được đó Là thoát ly sanh tử luân hồi Người này độ chúng sanh Cho nên không đọa nơi tiểu thừa Tiểu thừa chỉ lo cho mình Thành tựu cho mình Không hề nghĩ tới việc giúp người khác Cho nên Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm Niệm niệm không rời chúng sanh Đó là hành bất thoái Thứ ba niệm bất thoái Phá vô minh Hiện Phật tánh Đoạn hết vô thị vô minh Trong hội Hoa Nghiêm Chúng ta thường nhắc đến Bất khởi tâm Bất đồng niệm Lục căn tiếp xúc với cảnh giới lục trần thấy rõ, nghe hiểu. Đó là huệ. Quyết định không hề khởi tâm đồng niệm. Khởi tâm đồng niệm còn không có. Thì làm sao có phân biệt chấp trước? Cho nên ba loại phiền não lớn này đều đoạn tận. Kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não đều đã đoạn hết. Không còn thập pháp giới nữa pháp giới. Siêu diệt thập pháp giới Người này đi đâu? Đến nhất chân pháp giới Người này đến thật báo trang nghiêm độ Của chư Phật như lai Từ sơ trụ Sơ trụ của viên giáo Cho đến Bồ Tát Đặng Giác đều ở đó Đều ở nơi thật báo trang nghiêm độ Hiển Phật tánh tức là kiến tánh Minh tâm kiến tánh Kiến tánh thành Phật Niệm niệm lưu nhập như lai quả hải Như lai quả hải chính là tự tánh Cũng chính là thường tịch quan Mà trong tịnh độ chúng ta thường nói Niệm niệm lưu nhập thường tịch quan Đó là ba loại bất thoái. Ba loại bất thoái trên đây. Nếu ở nơi này tu hành, ở thế giới này của chúng ta tu tập, tu là tu hành, sửa đổi những hành vi sai lầm, tư tưởng sai lầm, đó là tu. Trì là bảo trì. Tư đoạn chiến hoạt bắt đầu từ chỗ này. Như sơ quả của tàn giáo, quả tu đạo hoàng, kiến địa của thông giáo, sơ trụ của biệt giáo, sơ tính của viên giáo, Gọi là dị bất thoái Đây là nói đến tứ giáo tạng thông biệt viên Tư đà hoàng của tiểu thừa là tạng giáo Tạng giáo là tiểu thừa Công phu đoạn chứng của họ Tu Đà Hoàng tương đương với kiến địa Bồ Tát của thông giáo. sơ trụ bồ tát của biệt giáo sơ tính bồ tát của diền giáo công phu đoạn tiền não của họ là bình đẳng là ngang nhau nhưng trí huệ không giống nhau không tương đồng trí huệ cao nhất là sơ tính của diền giáo Trí huệ kém nhất chính là sơ quả của tàn giáo. Chúng ta nên biết điều này. Bồ Tát Thông Giáo Hợp hồi hướng Bồ Tát của Biệt Giáo Hợp tính vị Bồ Tát của Duyên Giáo gọi là hành bất thoái. Họ sẽ không thối chuyển thành tiểu thừa. Họ sẽ không thối chuyển thành tiểu thừa. Sơ địa của biệt giáo, sơ trụ của diền giáo, gọi là niệm bất thoái. Trong đây không có tàn giáo, cũng không có thông giáo. Sơ địa Bồ Tát của biệt giáo, công phu đoạn chứng giống như sơ trụ của diệt giáo, phá một phẩm vô minh, chứng được một phần pháp thân. Đó là thật báo trang nghiêm độ, nói cách khác phật của tạng giáo và phật của thông giáo ở đâu ở thập pháp giới là phật trong thập pháp giới không ra khỏi thập pháp giới cho nên nói xương tư tức phật không phải là thật Người này không chuyển A Lại Gia Thức thành đại viên cảnh trí. Đúng là không chuyển. Nhưng sơ trụ của viên giáo và sơ địa của biệt giáo thì chuyển rồi. Chuyển tám thức thành vũ trí, dùng chân tâm chứ không dùng vọng tâm nữa. Dùng chân tâm chính là niệm bất thoại. công phu đoạn chứng của biệt giáo và viên giáo tương đồng nhưng trí huệ thì khác trí huệ đức năng không tương đồng nhưng trong pháp môn tịnh độ này vô cùng duyên siêu không thể nghĩ bàn đó là giảng về tứ giáo hoặc là ngũ giáo trong kinh hoa nghiêm Tiểu thị chung đốn diện Đều giảng về thứ lớp Từng cấp bậc từng cấp bậc từ dưới đi lên Tỉnh độ Thì không như vậy Tỉnh độ chúng ta ở nhân gian này Không đoạn một chút phiền não nào So với quả tu đào hoàng của tiểu thừa còn thua xa Không thể so bị được Nhưng mà chúng ta ở trong quả người này Có thể giảng sanh về thế giới cực lạc Đây gọi là hoành xuất Chứ không phải thụ xuất Không phải từng bước từng bước tiến lên Đi ra từ phía trên Chúng ta đi ra từ bên cạnh Đó là hoành xuất mà trong đây nói Tuy là hoành sanh Nhưng là duyên siêu Siêu đến đâu Siêu qua sơ trụ của viên giáo Sơ địa của biệt giáo Trực tiếp chứng đắc Bồ Tát A Duy Diệt Trí Cái này không thể nghĩ bàn phàm người giảng sanh không còn đọa vào phàm địa chứng gì bất thoái chúng ta ở cõi này muốn chứng được sơ quả của tàn giáo bạn thử xem Đoạn năm loại kiến hoạt Bạn có thể làm được không? Cái đầu tiên là thân kiến bạn phá được chăng? Không còn chấp trước thân này là mình nữa Thật sự xem thân thể này giống như bộ quần áo vậy Thân chắc chắn không phải là mình Không còn đối lập với mọi người nữa Bạn làm được không? thật sự buông bỏ được thành kiến chăng bản thân mình không có chủ trương tất cả tùy duyên khó quá nói thì dễ nhưng làm thì khó lắm bạn không làm được bạn không làm được thì bạn không chứng được quá vị này trong Đại Thừa Pháp giảng Bồ Tát Sơ Tín Dị Tôi thường khuyến khích các bạn học sinh Khi tôi ở Mỹ tôi thường nói Qua tới hai ba chục năm rồi Khuyên mọi người cũng như khuyên chính mình Buông bỏ tự tư tự lợi Buông bỏ danh gian, gian lợi dưỡng Buông bỏ sự hưởng thụ ngũ dục lục trận buông bỏ tham sân si mạng. Tôi nói thiệt, 16 chữ này chúng ta buông bỏ hết. Sự tu tập của chúng ta trong Phật Pháp là cấp bậc nào? Là ở cửa vào sơ tín dị. Vẫn chưa vào trong được. chúng ta cho rằng bản thân mình rất giỏi ở ngoài cửa không được vào trong làm thế nào để vào được bên trong nhập môn điều kiện của chúng ta như thế không được đâu phải dùng điều kiện trong kinh mà đức phật đã dạy thật sự đoạn hết năm loại kiến hoạt Bạn mới có thể chứng được Bồ Tát Sư Tín Vị Dùng cái gì để chứng minh rằng Bạn đã thật sự đoạn hết Sau khi thật sự đoạn hết Tâm thanh tịnh hiện tiện trong kinh này nói là thanh tịnh bình đẳng giác. Tâm thanh tịnh vừa mới hiện tiền. Giống như sáng sớm, mặt trời vẫn chưa mọc. Ánh sáng mặt trời nhìn thấy được, nhìn thấy ánh ban mai. Ở trong cảnh giới này thôi. Bản năng của chúng ta, bản năng chính là lục thần thông có hai loại xuất hiện đó là thiên nhãn thông và thiên nhĩ thông có được thiên nhãn thông nghĩa là bạn nhìn xuyên suốt không gian bạn có thể nhìn thấy tình hình trong lục đạo bởi vì bạn mới có được nên năng lực còn yếu tiểu thần thông hai loại này chắc chắn có được nếu không có hai loại này thì chắc chắn bạn vẫn chưa chứng được sơ tính dị Định nhị tính tam tính Lại có thêm hai loại thần thông nữa Là tha tâm thông và túc mạng thông Định tứ tính và ngũ tính Năng lực từ từ mạnh lên Đến lục tín dị Thì có được thần túc thân Đến thất tín dị Có được lậu tận thân Cũng có nghĩa là Đoạn hết phiền não kiến tư hoặc Chỗ này nói Phục đoạn trần sa đoạn hết tiền não kiến tư hoặc phục đoạn trần xa bồ tát thất tín trở lên người này vào trong lục đạo để giáo hóa chúng sanh đó là tiểu bồ tát vào trong lục đạo giáo hóa chúng sanh Đôi khi sức mạnh của mình không hàng phục được Phục đoạn Khi không hàng phục được Vẫn bị thoái chuyển Vẫn bị đoạn lạc Nhưng không lo sợ Đại Bồ Tát sẽ giúp đỡ họ Khi người này gặp phải ma chứng Đại Bồ Tát sẽ đến cứu giúp Họ sẽ tiếp nhận Dễ dàng quay đầu trong Kinh Kim Cang Đức Phật Phó Chúc Cho các vị Đại Bồ Tát Thường hộ niệm cho Tiểu Bồ Tát Tiểu Bồ Tát là nói đến thập tín vị Thập trụ trở lên thì gọi là Đại Bồ Tát Ma Ha Tát Ma Ha Tát là từ sơ trụ trở lên Biệt giáo là từ sơ địa trở Lên viên giáo là từ sơ trụ trở lên phàm người giảng sanh không còn đọa vào phàm địa chứng đắc gì bất thoái cực là quốc độ duy nhất phật thừa cho nên không đọa vào tiểu thừa là hành bất thoái Thế giới Tây Phương Cực Lạc thật sự giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Nói trong Kinh Pháp Hoa Duy chỉ nhất thừa Pháp Không hai cũng không ba Thế giới Tây Phương Cực Lạc không có tam thừa Không có nhị thừa Nhị thừa là đại thừa và tiểu thừa Tam thừa là thanh văn, duyên giác, bồ tát Thế giới Tây Phương Cực Lạc không có Chỉ có nhất thừa Pháp nhất thừa pháp nhất phật thừa giống như trong kinh hoa nghiêm nói 41 vị pháp thân đại sĩ 41 vị này chúng ta không cần phải tìm hiểu chỉ đề xuất pháp thân đại sĩ chính là nhất thừa pháp 41 vị đó là phi hữu phi vô không thể nói là thật có, cũng không thể nói là không thật có. Trong kinh giáo chúng tôi đã giảng rất nhiều lần Đó là tập khí vô thị vô minh Thật sự đoạn hết vô thị vô minh Thật sự bất khởi tâm, bất đồng niệm Nhưng mà tập khí không dễ dàng đoạn đâu Đó là hành bất thoái Đã sanh đồng cư Tức đồng sanh thượng tam độ viên tu viên chứng Ở trong độ này Tất phá vô mình hiển Phật tánh Mà chứng niệm bất thoái Đây là nói về trạng thái tu tập Ở thế giới Tây Phương cực lạc Đại khái là như vậy ở thế giới trong mười phương không có Cho nên tu tập ở thế giới cực lạc Mau thành Phật Tất cả mọi chứng duyên Đều không tồn tại Ở trong niệm bất thoái Vừa qua 41 nhân vị nhất sanh thành Phật. Bốn mươi mốt nhân vị này chính là Pháp Thân Đại Sĩ. Vẫn chưa đoạn tận tật khí vô thị vô minh. nên mới nói như vậy Nhưng mà Ở thế giới Tây Phương Cực Lạc Chắc chắn bạn không thấy được Đó là sơ trụ Bồ Tát Hay đảng giác Bồ Tát Bạn không biết được đâu Vì sao vậy Về trí huệ thần thông đạo lực của họ Đều bình đẳng Làm sao bạn có thể nhận ra được chỉ có Phật mới nhận ra được thôi. Như yếu giải có dạy rằng, ngẫu nghịch thập ác. Đây là tội nghiệp phải đọa vào A tỳ địa ngục ngỗ nghịch thập ác, thập niệm thành tựu đới nghiệp giảng sanh. Đối với những người tạo tội nghiệp này, chúng ta có dám xem thường không? Không dám. Người này khi lâm chung gặp được bạn lành, khuyên họ niệm Phật cầu giảng sanh. Nếu người này ngay đó giác ngộ, nhất niệm hồi đầu, Đoạn ác tu thiện Mười tiếng niệm Phật là tu thiện Người này chắc chắn được giảng sanh Trong 48 nguyện Phật A-di-đà nói Duy trừ Ngũ nghịch thập ác Vì sao vậy? Vì người này không tin không tin thì không thể cứu được Ngũ nghịch thập ác nếu như có đầy đủ tính hạnh nguyện Thì vẫn thành tựu được Cho nên sau đó Ngài nói Nói rất rõ ràng Nếu người nào đó không tin thì không có cách nào Không thể quay đầu được Người tạo ngũ nghệ thập á khi lâm chung Có thể tin được là đã quay đầu rồi Có thể quay đầu là có thể giảng sanh Bạn nghĩ xem chuyện này có dễ không? Thật sự không thể nghĩ bàn Đới nghiệp giảng sanh Người ở hạ hạ phẩm Cũng được tam bất thoái Câu này rất quan trọng phàm thánh động cư độ hạ hạ phẩm giảng sanh cũng được tà bậc thôi cho nên người này là bồ tát a duy diệt trí lại hiểu rõ đây là trong yếu giải nói mới có thể thâm tính nguyện lực của phật a di đà câu này phải nên nhớ lấy thâm tĩnh không nghi ngờ nguyện lực của phật a di đà chút nào à, tin phật lực mới có thể thâm tĩnh công đức danh hiệu chúng ta niệm phật mọi người đều niệm phật công phu niệm phật không giống nhau Hiệu quả không giống nhau Công đức không giống nhau Vì sao vậy? Hoàn toàn nhìn vào tính lực của bạn Bạn có một phần thành tính Bạn sẽ có một phần công đức niệm Phật Bạn có 10 phần thành kính Thì công đức niệm Phật của bạn chắc chắn có 10 phần Thì làm sao mà giống nhau được không giống. Thâm tính đối với công đức danh hiệu của chúng ta từ đâu mà có? Bạn nên hiểu rõ đạo lý này. Bạn sẽ hiểu được tầm quan trọng của việc nghiên cứu kinh giáo. đối với kinh giáo bạn càng thấu triệt thì tính nguyện của bạn càng kiên cố của... đối với kinh giáo không thấu triệt không hiểu rõ thì lòng tin rất mong manh Có thể nói rằng chỉ trồng một chút thiện căn trong ừ. A-la-gia thức mà thôi. Không có tác dụng gì. Người khác nói với họ, pháp môn này tốt, pháp môn kia hay, là họ dao động. Họ sẽ chuyển đổi sang tin pháp môn khác, học kinh giáo khác. Điều này chư tổ thường dạy Chư vị tổ sư gọi đó là lộ thủy đạo tâm Mặt trời vừa mọc là giọt sương không còn nữa Đó chính là người niệm Phật nhiều Người được giảng sanh thì ít Vì sao vậy? Vì tính nguyện không kiên cố Không tham sâu lý là như vậy do đó đối với việc học tập kinh giáo là quan trọng hơn hết đặc biệt là vào thời đại từ nay trở đi ở quá khứ chúng ta không nói đâu xa Quá khứ 60 năm về trước Một khảy ngón tay Những người trước thời chúng tôi Nhưng chi tiết về truyền thống văn hóa Rất sâu dậy Người thời đó không học qua kinh giáo Chuyên dạy họ niệm một câu A-di-đà Phật Những người đó thật thà Nghe lời Làm nhiệt tình Giảng sanh được Cả đời không nghe qua kinh giáo Ngày đó cơ hội được nghe kinh giáo không dễ dàng Không phương tiện như ngày nay Một câu danh hiệu Phật niệm thành công Có đủ điều kiện này Giống như Lưu Tố Dân cư sĩ nói vậy Cô này không có sở trường Chỉ chân thật nói với người khác Sở trường của cô ấy chỉ có sáu chữ Thật thà nghe lời làm thiệt Nhưng mà cô ấy vẫn còn nghe kinh nuôi dưỡng thiện căn phước đức của mình sâu dày vì cô ấy là người hiện thời có đầy đủ phương tiện khoa học cô ấy có được đĩa kinh vô lượng thọ chắc là đĩa của tôi giảng ở singapore ngày xưa Để kinh vô lượng thọ tôi giảng ở Singapore Không bao lâu Đã phổ biến ở Trung Quốc Cô ấy có được Bộ đó có 60 đĩa Khi đó tôi đã ở Singapore một tháng Một ngày giảng hai tiếng đồng hồ Sáu mươi giờ đồng hồ là giảng xong kinh vô lượng thọ Chú giải mà tôi dùng là chú thích của Lý Bỉnh Nam Lão Cư Sĩ Tôi đã dùng cuốn đó Khi đó vẫn chưa được tiếp xúc với Hoàng Lão Cư Sĩ Mỗi đĩa Là một tiếng đồng hồ Ngày xưa thâu Là băng cassette Sau này mới chuyển thành đĩa Cô ấy nói với tôi Mỗi ngày cô ấy nghe một đĩa Một tiếng đồng hồ Mỗi đĩa cô ấy nghe mười lần nói cách khác mỗi ngày cô ấy nghe mười lần chính là một đĩa nghe mười lần qua ngày thứ hai thì đổi đĩa khác sáu mươi ngày thì nghe hết bộ kinh này sau khi nghe xong lại nghe lại từ đầu cô ấy đã làm được nhất môn thâm nhập trường thời huân tu cho nên đối với bộ kinh này cô ấy rất rành tính nguyện đã như thế mà chấn định được cô ấy không hề có tơ hào hoài nghi người chân thật nghe lời làm thiệt cô ấy đã thành công Mọi người nghe cô ấy giảng Đều khen cô ấy giảng hay Cổ nhân Trung Quốc Thường dạy thuộc năng thanh xảo Thanh thuộc rồi Thì biến thành của mình thôi Cho nên cô ấy giảng kinh dạy học Thanh tựu được Vẫn là trong phương pháp truyền thống xưa kia Chính là Trung tuyên lại Chứ không có cách nào khác Bạn xem một bộ kinh từ đầu đến cuối Nghe mười lần, cô ấy rất khéo léo Mười lần của cô ấy không phải là từ đầu đến cuối nghe mười lần Mà là mỗi đĩa nghe mười lần Cũng là 60 ngày 10 lần đầy đủ Sức mạnh này lớn lắm Mỗi ngày một đĩa nghe lại 10 lần so với mỗi ngày nghe 10 đĩa 6 ngày nghe một lần Hiệu quả tốt hơn nhiều Quý vị đều có thể thực nghiệm Vì cái kết thử xem sao bạn sẽ hiểu được phương pháp dạy học của cổ thánh tiên hiền phương pháp xem ra rất ngớ nhưng thật sự đạt hiệu quả không để cho bạn khởi vọng tưởng thành thuộc rồi là của chính mình đến khi mình có chỗ lãnh ngộ thì mới có thể phát huy được oai thần giá trị của tam bảo bạn mới phát huy được. Sau khi phát huy xong thì thế nào? Bản thân mình cũng không biết là giảng cái gì. Như vậy là đúng rồi. mình có thành kiến ở trong đó bạn sẽ nhớ ra bạn đã nói những gì khi phật lực gia trì bạn thì bạn sẽ không nghĩ ra sau khi giảng xong trong đầu bạn không có gì hỏi bạn vừa giảng gì vậy bạn không biết kinh nghiệm này phàm các vị pháp sư lên tòa giảng kinh đều có đế nhàn lão pháp sư là pháp sư một đời giảng kinh ngài giảng kinh viên giác có mấy vị cư sĩ già đều là những người rất nổi tiếng vào năm dân quốc đầu tiên nghe ngài giảng kinh ghi chép lại Sau khi chép xong Mỗi lần giảng kinh hoàn tất Giang dị nông cư sĩ ghi chép cho ngài Đưa cho ngài coi Ngài coi xong bèn hỏi giang cư sĩ Cái này tôi giảng hả? Ông ấy nói dân Sao tôi giảng được hay quá vậy? Ngài không hề biết Trên Pháp Tòa Tam Bảo Gia Trị không phải mình nghĩ mình giảng thế nào thế nào không phải đâu không hề chuẩn bị đến khi đó tự mình giảng được là phật lực gia trì đó phàm những gì thường ở trên pháp tòa giảng kinh đều có kinh nghiệm này cho nên trước khi giảng kinh phải thỉnh gia thỉnh cầu tam bảo gia hộ sau khi giảng kinh xong phải biết cảm ơn tu cái gì tu khiêm hạ tu lệ kính Tiếp tục coi tính trì danh Mới có thể thầm tĩnh tâm tánh ngô nhân dụng bất khả tư nghị vậy Tâm tánh của chúng ta Trên Pháp Tòa một niệm chân thành Thì sẽ thông với chư Phật Bồ Tát Cho nên tin tức đó Tự nhiên truyền đến danh từ trong Phật pháp gọi đó là pháp nhĩ như thị pháp vốn là như vậy đó là bạn có cảm bạn nói bạn không cầu đây gọi là Minh cảm chính bản thân bạn không hề hay biết một chút chân thành đó của bạn một chút phụng hiến vô từ một chút nguyện vọng đó nguyện tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ chính bản thân bạn còn chưa cảm nhận được thì chư bồ tát đã nhận được điện tính rồi các ngài sẽ minh hiển gia hộ cho bạn tâm tánh bất khả tư nghị tâm tánh đồng với chư phật bồ tát lại nữa, nhân duyên bất thoái ở cực là quá năm. Đều muốn giải thích trong đây. Ngẫu ích đại sư giảng. Thứ nhất, Di Đà Đại Bi nguyện lực nhiếp trì, nên bất thoái. Tâm từ bi của A-di-đà Phật nguyện lực nhiếp thọ tất cả chúng sanh bình đẳng nhiếp thọ phổ biến nhiếp thọ nhiếp thọ vĩnh hằng không gián đoạn vì sao chúng ta không cảm nhận được chúng ta thật sự được nhiếp thọ nhưng mà không cảm nhận được vì sao vậy vì tập khí phiền não quá sâu dày làm chướng ngại nếu như tập khí phiền não mỏng một chút thì bạn sẽ cảm nhận được đó là bất thoại thứ nhất thứ hai phật quan thường chiếu bồ đề tâm tăng tiến nên bất thoại đó là phật ừ. lực giá trị bạn đến thế giới cực là quá rõ ràng phật quang chiếu đến chắc hẳn nâng đạo hạnh và công lực của bạn lên thứ ba nước chim cây cối đều diện nói diệu pháp tăng kỳ chánh niệm nên bất thoại điểm này quý vị đều biết trong kinh đức phật giảng rất rõ ràng Thế giới cực lạc, nước chim, cây cối, hoa cỏ đều diễn nói Pháp. Đó đều do thần thông của Đức Phật A-di-đà biến hóa ra. Đức Phật A Di Đà biến thành một đóa hoa, Đức Phật A Di Đà biến thành một con chim, Đức Phật A Di Đà biến thành một cái cây. Đều đang nói pháp cho bạn. Cho nên bạn sẽ không thối chuyển. Thứ tư đều là chư Bồ Tát là bạn hữu. Ngoài không có tà ma Trong không có phiền nào, Cho nên bất thoái Cực lạc thế giới thù thắng không gì sánh bằng Chư Bồ Tát là ai vậy? Là 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ Bạn nên biết tuy là hạ hạ phẩm giảng sanh sanh về phàm thánh động cư độ bạn nên nhớ câu này trong kinh đều là bồ tát a duy việt trí là nền tảng của bồ tát a duy việt trí là sơ trụ của viên giáo là sơ địa của biệt giáo đều là pháp thân đại sĩ cũng chính là phá một phẩm vô minh chứng một phần pháp thân để thế giới cực lạc đã phá dung minh chưa? Chưa phá, cũng chưa chứng được pháp thân. Nhưng mà bổ nguyện oai thần của Phật A Di Đà gia trì cho bạn. Bạn ở thế giới tây phương cực lạc hưởng thụ, thọ dụng hoàn toàn giống như pháp thân Bồ Tát, trí huệ bình đẳng, thần thân bình đẳng, đạo lực bình đẳng, không có cái gì là chẳng bình đẳng. Đó là bổ nguyện oai thần của Phật A-di-đà gia trì. Nói cách khác, sanh về thế giới đó. Giống như thế giới thật báo trang nghiêm độ của mười phương chư Phật. Không hề sai khác. Bạn nên nhớ, đồng cư độ và thật báo độ không sai khác. Điều này trong quốc độ của tất cả chư Phật đều không có chỉ có thế giới tây phương là đặc biệt thần thông đạo lực của tất cả chư phật như lai cùng phật a di đà bình đẳng đức phật a di đà hiện ra tịnh độ này vì sao các vị phật khác không hiện Chứ Phật như lai không phải là phàm phu Phàm phu hào thắng Anh làm tôi cũng làm Anh hiện cực lạc tôi cũng có thể hiện cực lạc Tôi không thua anh đâu Hào thắng Chứ Phật Bồ Tát không có tật khí này Phật A-di-đà hiện ra Được Mọi người cùng đi đến đó Bạn nghĩ tâm lượng này có lớn không? Những gì Phật A-di-đà hiện ra Chính là của nhất thiết chư Phật hiện Trong đó không có sự phân biệt Ở bên đó đã có sẵn rồi Mười phương chư Phật tiếp dẫn chúng sanh thành Phật Giáo hóa một thời gian Đi hết, qua bên đó hết Không có mình Mười Pháp giới Chính là một Pháp giới Quốc độ của chư Phật chính là một quốc độ Đâu có giống như chúng ta ở đây Phân biệt chấp trước Cho nên lạc vào phân biệt chấp trước Tức khác bị đọa lạc Cái này không thể không biết bạn xem toàn bộ là Pháp Thần Đại Sĩ Không có ma dương ngoại đạo Không có tà ma bên ngoài Bên trong thì không có phiền não Không khởi tâm, không đồng niệm, không phân biệt, không chấp trước Cho nên người này không thối chuyện Thứ năm thọa mạng dịnh kiếp Cùng Phật tương đồng nên bất thoái Vô lượng thọ thật sự vô lượng thọ Chúng ta tiếp tục coi đoạn cuối cùng này Khái phu Thánh đức khó lượng Ân Phật khó báo Phật di đà bi tâm trí cực Thánh trí vô luân từ đó lưu hiện đồng cư tịnh độ này phàm phu dễ sanh hành nhân không cần đoạn hoặc tiêu nghiệp chỉ cần tính nguyện trì danh hạ chí mười niệm đều được giảng sanh ra khỏi tam giới vĩnh ly chư khổ vị đăng bất thoái Nhất sanh bổ Phật Siêu tình ly kiến Bất khả tư nghị Đây là Đoạn tổng kết Tổng thủ cuối cùng Mỗi câu đều chân thật bất hư Đúng vậy Chỗ này nói Thánh Đức Chính là Đức lớn của Phật A-di-đà Đại ân Đại Huệ Không thể tưởng tượng ân của di đà ân của chư phật chư phật giới thiệu chư phật đề cử ân của di đà khiến chúng ta cảm nhận được ân đức của nhất thiết chư phật Mười phương nhất thiết chư Phật Không có vị nào chẳng tán thán Phật A-di-đà Không có vị nào chẳng đề cử Phật A-di-đà Không vị nào chẳng giới thiệu Phật A-di-đà Khiến cho chúng ta thật sự nhận biết được Phật A-di-đà Biết được vị Phật này, biết được Pháp môn này Thật khó gặp Thật khó gặp cho nên tâm từ bi của di đà chí cực đến cực điểm trí huệ của di đà không gì sánh bằng không gì có thể so sánh được từ ân đức của ngài bi trí lưu hiện lưu lộ xuất hiện Đồng cư tịnh độ Phạm phu dễ sanh Chúng ta mới có thể Một đời viên mãn thành tựu Hôm nay đã hết giờ rồi Đoạn cuối cùng ngày mai chúng ta tiếp tục nghiên cứu